Tôi tên là Thảo Trang, năm nay tôi 30 tuổi. Tôi đã kết hôn. Chồng tôi tên Tuấn Phát, hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau khi còn học chung đại học. Khi tôi từ quê lên thì anh là nhóm sinh viên tình nguyện giúp đỡ cho tôi và các bạn khác. Thế rồi học cùng trường, vô tình gặp lại mà yêu nhau. Cuộc tình của chúng tôi ngọt ngào và không có gì trở ngại. Bố mẹ chồng tôi lúc bấy giờ cũng tỏ ra quý mến tôi. Và sau khi tôi ra trường Thì cha mẹ hai bên Lo tổ chức hôn lễ cho chúng tôi Khi ấy anh đã vào làm Ở công ty nước ngoài Còn tôi chưa xin được việc đúng nghề Nên sau khi cưới Cả nhà họp gia đình Rồi mẹ chồng tôi nói Khi Trang nếu không xin được việc Thì ở nhà nội trợ giúp mẹ Bố con bị ốm mấy năm nay rồi Con ở nhà làm việc nhà Có gì mẹ phụ làm cùng với con Chồng tôi cũng nói lương anh không quá cao nhưng cáng đáng gia đình được trước mắt em cứ ở nhà anh tuyệt đối không dám coi thường hay vì em ở nhà mà làm việc có lỗi với em đâu nên em cứ yên tâm mà ở nhà nhé bố chồng cũng cùng quan điểm bố mẹ có lương hưu cả nên con không phải lăn tăn ở nhà giúp mẹ con ạ à. đàn bà nên xây tổ ấm thì tốt hơn xây nhà con hiểu ý bố mẹ nói chứ vậy là tôi bỏ ý định xin việc để nhà quán xuyến nhà cửa Nhưng thực chất là chỉ dọn dẹp Đi chợ nấu cơm Năm bốn cái rỗ Thì có mẹ chồng và mọi người đến cùng giúp đỡ Tôi không phải là đứa quá vụng Nên tự thấy mình có thể đảm đương được Công việc của chồng Thỉnh thoảng lại đi công tác vài tuần Nhưng anh vẫn yêu thương tôi Bố mẹ chồng cũng rất tốt Chỉ buồn là sau cưới 2 năm Tôi chưa một lần mang thai Mẹ đẻ tôi đã đi mua thuốc bổ Rồi điều kinh nhưng chẳng có gì ngoài cái bụng rỗng Hàng tháng chồng vẫn đưa đủ tiền lương Và không có thái độ chán vợ Dù vậy anh cũng không giấu khỏi nỗi mong ngóng con Bố mẹ chồng thì lại càng sốt ruột Dù gì anh là con trai một Họ mong cháu là đương nhiên Nhưng bà cũng không quá khắt khe với tôi Mà chỉ thở dài Mỗi khi họ hàng đưa con cháu tới chơi Đến mẹ đẻ tôi cũng buồn lòng mà nói với tôi Cô kiếm đứa con đi con ạ à. Không sửa tự nhiên được thì xem mà làm thụ tinh Chứ số mày còn may đấy Chứ không thì nhà chồng họ hát hủi mày lâu rồi Nỗi mong ngóng con đến cùng cực là tôi gánh nhiều nhất Tôi không dám hé răng mà chỉ nuốt nước mắt vào trong Cái sai lớn nhất của tôi là không đi khám gì hết Chỉ thuốc nam thuốc bắc mà uống bừa Cho tới một buổi sáng định mệnh hôm đó Tôi đang nấu ăn sáng Còn mẹ chồng tôi thì quét sân Được một chút thì bà gọi toáng lên Trang ơi, Phát ơi, ra đây mà xem này tôi vội tắt bếp còn chồng ở tầng trên vội vã ra cổng hai vợ chồng nhìn dồn về phía mẹ chồng tay bà đang bế đứa bé sơ sinh còn quấn tã đỏ hòn miệng thì suýt xoa trời ơi tội quá ai mà nỡ bỏ đứa con đỏ hòn thế này rồi chúng tôi ngó trước nhìn sau không thấy ai cả nhà trong ngõ vắng lại cuối xóm hàng xóm cũng chẳng quay lại chồng tôi nhìn cái giỏ nhựa khi trước đứa trẻ nằm thì có tờ giấy Tôi không có điều kiện chăm sóc cháu Xin hãy rủ lòng thương cho cháu một cuộc sống tốt Cháu sinh ngày 20 tháng 10 Tôi cảm ơn Mẹ chồng tôi liền nói Hay mình nhận đứa bé nuôi làm phúc đi Biết đâu năm sau hai lứa đã sinh được con Chồng tôi vạch tá đứa bé ra rồi nói Con trai đấy mẹ Vậy thì mình nuôi nó cũng tốt Tôi có chút gần gợn Khó tả trong lòng Nhưng con thấy cứ làm sao ấy mẹ Mẹ chồng tôi đáp lại con đừng nghĩ ngợi Thôi thì bé bé và để nói chuyện với bố Trong quyết định Vợ chồng tôi lại theo mẹ vào phòng ngủ Bố tôi đang ngồi trên xe lăn đọc sách Mẹ chồng tôi đem đứa bé đến trước mặt của ông Mình xem này Một đứa trai bị bỏ rơi trước cổng nhà ta Nhìn nó nằm ngoan ngoãn trong tay đến là tội Tôi nghĩ hay là nhận nó về nuôi Ông thấy thế nào? Bố chồng tôi cũng nhìn đứa bé Đang ngủ ngon trên tay của vợ Thì chép miệng thế cũng được Nhưng giá mà có cái giấy khai sinh cho nó là con đẻ của vợ chồng thằng Phát thì tốt Đã làm phúc thì làm phúc đến cùng Sau này hai đứa sinh con Thì đừng nói ra sự thật này Để thằng bé có một cuộc đời yên bình với gia đình của chúng ta Giấy tờ thì ông không phải lo Tôi tìm cách lo lót giấy chứng sinh cho cây trang Là sẽ làm được giấy khai sinh Nó là con đẻ của thằng Phát thôi Tôi cảm giác lo lắng thì liền hỏi Vậy họ hàng làng xóm biết con không có thai mà bây giờ lại nói sinh con thì giải thích thế nào đây ạ? À? Bất ngờ lúc ấy, chồng quỳ xuống trước mặt tôi và nói Thực sự, người khó có con là anh Xin em nhận nuôi đứa bé này Vì chắc mẹ nó biết mình khó khăn chuyện con cái Mới bỏ nó cho mình nuôi Này em cứ nói với họ hàng rằng Em khó có thai Nên nhờ người mang thai hộ có được không? Xin em thương anh mà nhận nuôi đứa bé Bố mẹ chồng bàng hoàng nhìn chồng tôi còn tôi cũng sốc Đến mức mất lý trí Cứ lặng người không thể nhúc nhích Hay nói nên lời Cho tới khi mẹ chồng của tôi lên tiếng Này con trai mẹ như vậy Thì mẹ xin con yêu nó mà chấp nhận được không Trang Tôi lúc ấy như bừng tỉnh Tôi thương chồng tôi Lẽ nào dứt áo ra đi Miệng cười mà nước mắt trực trào Vậy mình nhận đứa bé này đi ạ à? Thôi thì mình nuôi nó Thương nó hết lòng Rồi nó không biết sự thật Thì cũng sẽ có trách nhiệm thôi chồng tôi đứng dậy ôm chầm lấy tôi anh cảm ơn em từ đó tôi bắt đầu làm quen với việc làm mẹ mẹ chồng tôi cũng giúp đỡ tôi rất nhiều cả nhà trở nên hạnh phúc vì thằng bé chồng tôi vui hơn khiến tôi cũng thấy bình yên vô cùng nửa tháng sau gia đình tôi lo lót được giấy chứng sinh rồi làm giấy khai sinh để trên giấy tờ nó là con đẻ của vợ chồng tôi tên thằng bé được đặt là tuấn tài mong thằng bé lớn khôn mạnh khỏe và bình an Hàng xóm sang thăm Rồi nghe tôi không mang được thai Lại phải nhờ người mang thai hộ Để có đứa con Họ xỉ xào nói số tôi tốt Chứ nhà khác con dâu tịt là đuổi đi rồi Họ khen gia đình chồng tôi hết lời Tôi cũng thoáng buồn Nhưng chẳng bận tâm Tôi cũng nói dối mẹ đẻ Theo lời mẹ chồng rằng Tôi nhờ người mang thai từ trứng của tôi Và tinh trùng của chồng Mẹ đẻ tôi còn khuyên Là phải biết ơn bố mẹ chồng đã rộng lượng với mình đứa trẻ cứ lớn dần lên trong vòng tay của gia đình tôi rồi thằng bé biết bò biết đi dần dần tôi đã yêu thương và coi thằng bé như báu vật của cuộc đời mình nhưng có điều khiến tôi bận tâm hàng xóm khen con trai giống bố tôi cũng nghĩ là họ khen xã giao rồi khi vợ chồng chúng tôi bế con trên đường cũng rất nhiều lời khen đúng là đúc khuôn hay là giống bố thế em đẻ thuê à tôi lại cười nghĩ họ nói cho mình vui như thể lấy câu chuyện làm quà cho tới khi mẹ đẻ tôi lên thăm cháu cũng khen. Quả là, giỏ nhà ai quay nhà nấy, không có khác gì thằng bố nó, giống y đúc con ạ. À. Tôi hỏi lại mẹ, mẹ thấy giống bố thật không? Mẹ đẻ tôi bế cháu rồi nhìn kỹ mặt thằng bé mà nói. Mẹ mày có cái mắt nhìn tinh tường lắm, giống đặc thằng bố, chả thấy một miếng nào của mày cả. Tôi cũng nhìn con trai, tự dưng thấy nó giống chồng y hệt, từ cái mũi đến cả đôi môi. Lại tự lầm nhầm Sao không cùng huyết thống Mà lại giống nhau đến vậy Khi ấy mẹ chồng tôi từ bếp lên cười Trẻ con nó còn lớn Nó còn thay đổi bà Sau này mới rõ là nó giống ai Phải nói thực là từ khi làm mẹ thằng bé Tôi thêm tin yêu vào cuộc sống Cuộc đời của tôi vốn tẻ nhạt Qua ngày một cách nhàm chán Thì bây giờ có con Làm tôi thêm bận rộn Nó như cây bút thần tô vẽ từng mảng hồng Vào mảng màu mờ nhạt lờ lợ không rõ ràng trong tâm tư của tôi Con trai ngoan Ở nhà với mẹ cho bố yên tâm đi làm kiếm tiền Mua sữa cho con nhé Thằng bé nhìn bố mấp máy Bập bẹ Ba, ba Tay rơi lên mặt chồng tôi như thể nó muốn nói Bố đi làm nhé Con chào bố Lúc ấy tôi như vỡ òa Anh, con nói được rồi kìa Nhìn sang chồng Anh cũng xúc động đến tê dại Mà ngây người ra Lát sau anh mới quay lại ôm chặt lấy tôi khi đó con ngây ngô mỉm cười Tạo nên không khí gia đình nhỏ vô cùng viên mãn Vài phút trôi qua Cảm xúc trong tôi không giảm Tôi bế con xuống nhà Khoe với bà nội Cháu tập nói rồi bà Nó vừa gọi ba ba đây bà Mẹ chồng tôi đưa tay đón cháu Thằng chó con của bà giỏi thế cơ à Yêu quá cơ Nó gọi bố nói rồi Thì bao giờ mới gọi mẹ đây Mẹ chồng tôi cười tươi Giờ này năm sau nó ê a à suốt cả ngày Lúc ấy mẹ mày lại đinh tai nhức óc ấy chứ Chồng tôi dắt xe ra sân Quay lại chào Con đi làm đi mẹ Rồi anh vẫy tay chào tôi Bye bye vợ yêu và cục vàng của bố nhé Thằng bé lại mở miệng nói Ba, ba Mẹ chồng nàng sâu nhà tôi Lại cười tít mắt khoái chí Từ ngày ấy Cả nhà mỗi lần bế thằng bé Lại cố dạy thêm vài từ Rồi chỉ hoa chỉ quả Hay con chó con gà thằng bé cũng bắt đầu gọi bà bà và vài từ đơn giản, cho tới khi gần 2 tuổi, con nói được những câu ngắn, đôi khi là không rõ từ hay nói ngược. Chỉ vậy thôi, mà trái tim người mẹ như tôi như loạn nhịp và vỡ tung vì những câu nói đáng yêu đó. Lại nói thêm, vì yêu thằng bé quá mà tôi quên luôn cái khát khao được mang chính giọt máu huyết mạch của mình trong người. Bởi vậy, khi tôi chậm kinh 2 tháng cũng chẳng mảy may quan tâm Sáng hôm ấy Khi vừa ăn bát bún bò Mà tôi lại đói cồn cào Ra đầu ngõ lại thấy xe bánh mì thịt xiên Không cưỡng lại được Tôi quất luôn cái bánh nữa Chồng tôi ngạc nhiên hỏi Hôm nay xem em ăn tốt vậy Tôi chợt nghĩ lại Đúng là dạo này mình cũng nhuận miệng thật Tôi cười hề hề nói với chồng Chắc là em bị heo nhập rồi Dạo này ăn ngon miệng lắm Ngủ cũng sâu giấc Phen này lại phát tướng cho mày xem Em đâu có béo đâu lên vài cân cũng không sao miễn là khỏe mạnh thế nhưng tới chiều tôi cảm thấy người mệt nên tôi đi khám ở phòng khám tư nhân giờ cô đi siêu âm nhé tôi bất ngờ quá mới hỏi lại sao tôi phải siêu âm lẽ nào chị không biết là mình đang mang thai à tôi sốc toàn tập cùng cô y tá đi ra khỏi phòng để ra phòng siêu âm tôi vẫn như người trên mây tôi không tin vào chuyện này đến căn phòng siêu âm Bác sĩ chắc đã đến tuổi nghỉ hưu Nói rằng tôi nằm xuống giường Để bà ấy xoa dung dịch khắp vần da bụng Vừa đưa máy siêu âm dí vào đó Bà đã nói với tôi Cháu xem kìa Thai của cháu đã khoảng 9 tuần rồi Đã có tim thai Cháu thấy nó hình hạt đậu đỏ kia không Thai sắp hình thành hoàn chỉnh rồi đấy Tôi nhìn lên màn hình siêu âm Thai chưa thành hình Nhưng tôi có thể tưởng tượng Nó là đứa bé đang vẫy tay với tôi Nước mắt của tôi rơi Tôi nói nhỏ Cháu hạnh phúc quá cô ạ à. Sau khi siêu âm tôi được về luôn Lòng tôi cứ lâng lâng hạnh phúc Vậy là lời mẹ chồng tôi nói lúc trước Đã thành sự thật Tôi nhận con nuôi Nên giờ tôi đã có con thật rồi Tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ vì có con đẻ Mà ruồng rẫy lạnh nhạt với con nuôi Dẫu thế nào tôi cũng là mẹ của thằng bé Là người bên cạnh thằng bé Từ khi cuốn tã Và chứng kiến con lớn từng ngày Ngay khi từ phòng khám ra Trời tối nhá nhem tôi vừa lái xe trên đường vừa tự mỉm cười tôi muốn về nhà thật nhanh để nói ra kỳ tích này vậy là tôi quên mất ở nhà cả gia đình đang lo lắng cho mình khi vừa đến đầu ngõ tôi thấy chồng đang phi xe ra cũng may là đoạn khuất tầm nhìn nên đi chậm mà chúng tôi nhìn thấy nhau tôi còn ú ớ chưa nói được gì thì chồng đã vòng xe lại em làm sao mà đi lâu thế rồi điện thoại không liên lạc được em có biết anh và bố mẹ lo lắng thế nào không con không có mẹ ở nhà nó cũng quấy nữa Từ lúc ấy như người may trên mây Bị kéo xuống mặt đất Em xin lỗi Thôi mình mau về nhà đi Mẹ vừa ra ngõ đứng ngóng em vừa khóc vì lo kìa Tôi chẳng nói gì nữa Mà đi nhanh về nhà Chồng thì theo sau Vừa rẽ vào cổng Đúng là mẹ chồng đang đứng đợi tôi Bố chồng thì ngồi trên vẻ hè Chơi với cu tài Con chào bố mẹ Con trai nhìn thấy tôi về Thì vội vã chạy lại ôm tôi hôn vào má của con nó nhớ mẹ mà khóc nhè mẹ chồng tôi trách con đi đâu mà gọi điện thuê bao làm cả nhà sợ quá ra đường bây giờ đâu phải là an toàn đâu con mệt quá nên đi khám ạ à. thế có bị sao không dạ không ạ à? thôi không sao là tốt rồi cả nhà vào ăn cơm đi tôi đáp dạ vâng rồi vào dọn mâm lên bàn ăn chồng tôi cũng vào bếp dọn cùng anh trách tôi Em sợ béo nên nhìn ăn mới bị tụt huyết áp phải không Anh không che em đâu Thì em cũng đừng bận tâm Lỡ mà ra đường loạn choạng gây tai nạn lại khổ đấy Tôi cười tủm tỉm không đáp Vì tôi muốn dành bất ngờ cho cả nhà vào bữa ăn cơm Nhưng khi dùng bữa tôi đang định nói Cô Tài có em rồi Thì mẹ chồng tôi nói Hai hôm nữa sinh nhật cô Tài Hai vợ chồng xem chuẩn bị tươm tất một tí Rồi mời nội ngoại hai bên Với ông bà ngoại và các bác bên nhà nhé chồng tôi vui vẻ vâng con biết rồi tôi không phải vô tâm đến nỗi quên sinh nhật thằng bé mà là niềm vui mang thai lại khiến tôi tạm thời chỉ nghĩ tới nó bị mẹ chồng nhắc tôi lại cảm thấy có lỗi với con tôi nói dạ con tính lần này sinh nhật thằng bé thì làm to to một chút đi mẹ bố mẹ chồng cũng vui vẻ tùy các con vậy là tôi không nói chuyện mình đã mang thai lần nữa tôi muốn như một món quà nhỏ cho nội ngoại biết để cùng vui với chúng tôi vào ngày sinh nhật cu tài Cho niềm vui nhân đôi Đến ngày sinh nhật con trai Chồng tôi nghỉ ở nhà để cùng tôi đi chợ mua sắm khá nhiều thực phẩm và bánh kẹo Không quên đặt một chiếc bánh ga tô rất đẹp Tối hôm ấy sau khi đã chuẩn bị trang hoàng nhà cửa Cũng như nấu cơm xong Tôi lên phòng gói tờ kết quả siêu âm thai thật nhỏ Đặt vào một hộp quà bé xinh Bữa tiệc diễn ra vui vẻ và ấm cúng Thằng bé được tặng rất nhiều đồ chơi và quần áo đẹp Mẹ đẻ tôi thì tặng cháu chiếc lắc vàng tây Có đeo chuông nhỏ Khiến cho thằng bé thích thú cứ vẫy tay hoài Bố chồng tôi nói Quà của ông bà nội thì cho mẹ giữ hộ nhé Mong con lớn lên mạnh khỏe thông minh Mẹ chồng tôi theo lời chồng Nhanh nhỏ đưa ra cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu Bà cho con Để sau này học hành thành tài nhé Mẹ cất đi cho con nào Mẹ chồng đưa cuốn sổ vào tay của tôi, tôi lấy làm ái ngại. Bà cứ giữ lấy đi ạ, à? cháu ăn học bọn con lo được mà. Chồng tôi giật lấy cuốn sổ, gớm, mẹ nó hôm nay khách sáo thế, để bố cất cho giống vàng nhé. Cả nhà lại được dịp cười vang, tôi đưa hộp quà nhỏ vào tay của chồng. Đây là quà của bố, của mẹ đấy, bố mở ra giúp con nhé. Chồng tôi mở ra, anh bất động hồi lâu. Khi đọc từng chữ kết luận trong tờ giấy Nhìn chồng như là không tin vào mắt của mình Tôi nói thêm Thông báo với cả nhà Cụ tài cuối năm nay có em rồi ạ Mẹ đẻ tôi giật mình hỏi lại Con có thai ở à, Trang Tất cả mọi người vội truyền nhau tờ giấy siêu âm đó Ai cũng suýt xoa chúc mừng vợ chồng tôi Lúc này chồng tôi cũng như người Mới trở lại mặt đất Cảm ơn em Mong là mình sẽ có một cô công chúa Cho đủ nếp đủ tẻ em ạ à bố chồng tôi không nói gì nhưng khuôn mặt của ông cũng tỏ ra vui mừng lắm nhìn mẹ đẻ và chị gái tôi như vỡ òa chắc họ cũng đang vui vẻ khi nhìn thấy tôi có cuộc sống hạnh phúc bữa tiệc rồi cũng kết thúc nhưng đêm đó chồng tôi lại sằn sọc tôi hỏi thì anh nói việc tôi mang thai khiến anh hạnh phúc quá không ngủ được tôi lại cười nhưng đến nửa đêm tôi tỉnh giấc không thấy chồng đâu thì liền mở cửa ngó ra một bóng người mờ mờ đang ngồi bậc cầu thang hút thuốc. Nghĩ chồng sợ ảnh hưởng tới vợ con nên tôi định gọi anh thì thấy phòng của bố mẹ chồng gần đó có tiếng mở cửa. Rồi mẹ chồng tôi bước ra làm tôi ngại toan đi vào trong phòng thì lại nghe mẹ chồng nói với chồng tôi Con chưa đi ngủ hả Phát? Vâng, bây giờ Trang có thai rồi Con lại cảm thấy có lỗi với cô ấy vì đã lừa dối cô ấy. Thôi, thì bây giờ nó có bầu cũng được là phúc nhà mình Chuyện gì giấu được thì cho tất cả nhà yên ấm thì cứ giấu Mẹ chỉ lo Khi chàng có con đẻ thì lạnh nhạt với con nuôi thôi Con tin là cô ấy không như vậy đâu Thời gian qua cô ấy yêu thương thằng bé như vậy Lẽ nào bây giờ lại thay đổi được chứ Giờ thì không sao Nhưng sau này nó sinh con Chỉ sợ nó phân biệt con đẻ con nuôi Chứ không giống như chúng ta Biết rằng dù do ai sinh ra Thì đều là con cháu của mình mà chỉ sợ nó biết cu Tài là con của con Nó sẽ không tha thứ đâu Nên phải giữ bí mật này đến chết phát à Nghe tới đây Tai của tôi ủ đi Rồi lăn ra bất tỉnh Lúc sau tôi đã tỉnh và phục hồi được ý thức Bên tai là những tiếng động đặc trưng cho tôi biết Đây là bệnh viện Mở mắt he hé Tôi thấy chồng ngồi cuối giường bệnh Tỏ vẻ lo lắng lắm Ngoài cửa phòng Mẹ chồng cũng không khá hơn Bà đi qua đi lại Tôi lại nhắm chặt mắt Ngay lúc ấy tôi không biết phải đối mặt với họ thế nào Mà thực ra là tôi không muốn thấy những khuôn mặt xào trá ấy Lát sau chồng tôi nói nhỏ với mẹ Con nghĩ là Thảo Trang đã nghe hết được mọi chuyện Nên cô ấy mới sốc Con sợ cô ấy không tha thứ cho con Cũng may là mẹ con cô ấy không có mệnh hệ gì Chứ không thì con ân hận cả đời Mẹ chồng tôi đáp Nó giận thì làm sao chứ hay giờ có bầu thì lên mặt mấy năm qua nó như gà trống thiến là nhà ta đã nghĩ đến sĩ diện đã nhân nhượng cho nó lắm rồi nếu không phải nó cũng ăn ở biết điều và vì con quá yêu nó thì nó đã bị sắt tay ra khỏi nhà từ lâu chuyện nó tịt ngòi thì con có quyền kiếm con bên ngoài có gì là lạ con không phải suy nghĩ nếu nó biết được thì cứ để mẹ nói thẳng mà nó vẫn không hiểu chuyện muốn làm lớn lên thì con cứ để cho nó đi rồi mẹ đón thằng cu tài về Chứ sau này con thảo trang đay nghiến thằng bé cũng tội mấy đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng bây giờ trang đang mang thai đó cũng là con của con là cháu của mẹ mà mà con chỉ yêu trang thôi con nghe lời mẹ kiếm đứa con mà cặp với cô ta đã là quá đủ rồi cô ta bây giờ đang tìm cách bám giết lấy con cái loại đàn bà chơi chẽ như vậy làm sao mà con có thể yêu và sống cùng cô ta cả đời thì mẹ cũng nói thế thôi Chứ con Trang có trai thai rồi Thì chẳng bỏ được đâu Có biết cũng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi Dù gì cũng là con cháu của cái nhà này Mẹ hứa lời sẽ đối xử tử tế với nó Phát thở dài thuần thượt Không nói cầu gì nữa Tôi còn cảm nhận được phía cuối giường Đang rung lên khe khẽ Chắc là do bàn tay của chồng tôi Đang bám chặt vào nó Tôi ngẫm lại lời mẹ chồng nói Mới thấy cay đắng như vậy là lỗi phần lớn do tôi sao nếu vậy họ có thể đón con nuôi hoặc nói thẳng anh đã kiếm con bên ngoài tôi sẽ không oán trách bởi cũng là tại tôi muộn mằn nếu họ đuổi tôi đi thì tôi cũng nào dám oán trách ai bây giờ họ lại lừa dối rồi đẩy tôi vào thế đã rồi nếu tôi ly hôn thì lẽ nào là kẻ không biết điều mà chấp nhận chuyện này thì bản thân thấy nhục nhã ê chề quá hơn nữa là vì mọi tâm tư của tôi đã trao trọn cho thằng bé đâu thể bỗng nhiên mà quay ra hát hủi nó như người dưng nước lã hoặc là mặc kệ như chẳng quan tâm gì đến nó đầu óc của tôi lại nghĩ đến câu nói của chồng có nhắc đến cô ta chắc chắn đó là mẹ đẻ của cô tài nhưng cô ta như thế nào là ai có mối quan hệ gì với gia đình chồng và chồng tôi nếu giữa chồng tôi và cô ta là bồ bịch thì bây giờ còn cặp với nhau không những câu hỏi có luẩn quẩn trong đầu của tôi mãi ngẫm nghĩ mãi tôi quyết định coi như là chưa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ đêm qua ngay cả những lời nói khi vừa nghe tôi cũng sẽ vờ như chẳng biết tôi sẽ điều tra ra ngọn ngành sự thật và để biết cô ta là ai lúc ấy tôi mới xem xét có tha thứ cho chồng hay không nhưng hiện tại tôi cảm thấy lòng của mình tổn thương quá trông xanh quá lấy hết bình tĩnh và cố gắng tôi từ từ mở mắt chồng tôi vội xeo lên sang em tỉnh rồi anh ngập ngừng không dám nói gì hơn chắc có lẽ đoán được tôi nghe được câu chuyện đêm qua thì sẽ phản ứng tiêu cực mẹ chồng nghe tiếng chồng tôi nói thì cũng vội quay lại con tỉnh rồi tôi tỏ ra ngạc nhiên hỏi mẹ con đã bất tỉnh bao lâu rồi à mẹ chồng tôi dò ý cũng hai tiếng đồng hồ rồi mẹ không hiểu sao con lại ngất ở ngoài hành lang tôi giả vờ nói con thấy mệt mỏi tay chân Run rẩy hoa cả mắt Định gọi chồng để không thấy anh đi đâu Nên mới cố ra cửa định gọi Thì không biết gì nữa Chồng tôi thở vào như chút được gánh nặng Anh xin lỗi Tại vì anh muốn hút thuốc Nên ra phòng khách ngồi Anh hứa sẽ bỏ thuốc và không để em một mình nữa Mẹ chồng tôi thì vui mừng hớn hở Thôi không sao là tốt rồi Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé Nếu mà thấy không ổn Thì gọi người giúp ngay mẹ con em không sao chứ không thì anh ân hận lắm em có biết là em làm anh sợ thế nào không tôi cười gượng nhìn qua cửa sổ khi ấy đã là tờ mờ sáng chồng tôi nói mẹ cứ lên giường nằm cùng tôi mà ngủ thêm nhưng bà nói bà không cần bà ra hành lang ngồi một chút rồi bắt xe về nhà lo cơm nước cho hai ông cháu vì bà lo cu tài thức dậy thấy không có ai thì sẽ khóc lúc sau khi trời vừa hé bình minh còn chưa sáng rõ mẹ chồng tôi đã gọi taxi ra về còn chồng thì trèo lên giường ôm lấy tôi trong lòng giận lắm nhưng tôi cũng không tỏ thái độ gì bất thường khi tới giờ làm việc bác sĩ lại đưa tôi đi siêu âm rồi thử hóa sinh sau đó bác sĩ kết luận sức khỏe của tôi yếu nên bị động thai nhẹ họ yêu cầu phải tĩnh dưỡng là được gần một tuần ở viện chồng xin nghỉ để chăm tôi anh chu đáo ân cần đến mẹ đẻ tôi đến thăm còn nói sợ tôi bị chiều hư mẹ chồng thì ở nhà nhưng cũng tranh thủ đến viện thăm tôi ngày một lần khi tôi được ra viện thì chồng đi làm ở nhà mẹ chồng tôi không muốn tôi động vào việc gì cứ tôi chuẩn bị làm việc gì thì bà lại dành làm rồi nói tôi nghỉ ngơi lạ lúc trước chắc tôi sẽ cảm động lắm nhưng từ khi biết bộ mặt đạo đức giả của bà tôi đâm ra ghê sợ nhưng thấy mẹ chồng diễn cảnh yêu thương tôi tôi cũng nương theo mà làm ra vẻ đứa con dâu hiếu thảo Cũng bởi mẹ chồng chăm Đâm ra tôi cũng có nhiều thời gian rảnh Cứ lúc cô Tài ngủ Tôi lại suy nghĩ về mẹ của nó Càng nhìn thằng bé Càng thấy giống đặc bố nó Không thấy điểm gì giống với những người tôi nghi ngờ Như là vài cô đồng nghiệp thân thiết Hay là người yêu cũ của anh Tôi nghĩ đi nghĩ lại Mọi thứ chắc có lẽ phải điều tra từ cái điện thoại Nhưng chồng tôi không cài mật khẩu Nghĩa là tôi có thể sử dụng điện thoại của anh Bất cứ khi nào Cũng có nghĩa Rằng chồng tôi tin chắc Tôi không có gì để mà nghi ngờ Vậy thì bọn họ liên lạc với nhau Bằng cách nào đây Chồng tôi dùng một điện thoại khác hay sao Nhưng điều ấy không thể xảy ra Vì anh ta lén lút dùng Một cái điện thoại khác hơn 2 năm trời Lẽ nào mà tôi không biết Vậy chỉ có thể là họ liên lạc Lúc chồng tôi đi làm làm thế nào để vào được cả Facebook và Messenger của chồng trên điện thoại của mình mà anh không biết. Suy nghĩ mãi tôi mới nhớ ra một chuyện. Đó là trước kia, có lần tôi bị mất nick Facebook, có hacker đã nhận lấy lại cho tôi. May quá tôi có kết bạn Facebook với cậu ta, nên bây giờ chỉ cần inbox lại. Tôi nhắn em, chị muốn vào Facebook của người này để đọc tin nhắn Messenger được không? Một lát sau cậu ta nhắn lại Được chị nhé, phí một triệu thôi sáng hôm sau cậu ta gửi mật khẩu facebook của chồng cho tôi luôn từ đó tôi dành thời gian rảnh rỗi mỗi ngày để vào facebook của anh rồi cả ở mục tin nhắn nữa cả tháng trời như vậy tin nhắn của chồng tôi chỉ là anh em đồng nghiệp hay là mấy người ở quê hỏi thăm nói chung là không có gì đặc biệt hay khả nghi cả nhưng khi tôi bắt đầu nản và muốn buông xuôi để tìm cách khác điều tra thì sáng sớm khi chồng vừa đi làm đã có người nhắn tin anh à, em cần 50 triệu làm ăn Tôi vào facebook của kẻ này xem thử Tên nick là Nguyễn Mai Anh đại diện là một người đàn bà rất đẹp Đang quỳ dưới tượng Phật Cô ta cũng mặc bộ đồ màu xám của các bà hay đi chùa Tôi nhách mép cười thầm Đúng là giả tạo thật Tôi có thể chắc chắn cô ta là mẹ đẻ của cô Tài Đôi tai hơi nhọn của cô ta và thằng bé rất giống nhau Mãi sau chồng tôi mới trả lời cô ta Cô đừng nghĩ tôi là cái máy in tiền để cô ăn chơi đua đòi Tôi còn phải lo cho vợ con Cô kia không vừa nhắn lại Ô hay Anh đối xử với người đẻ con cho như vậy sao Hay là em đến xin vợ anh vậy Chồng tôi lập tức đáp lại Tôi cấm cô làm phiền cô ấy Tôi chuyển khoản cho cô 20 triệu Đây là lần cuối cùng đấy Chừng ấy thôi khi đạt được một nửa yêu cầu Cô ta không inbox gì cho chồng tôi nữa Tôi nhận ra mình thật là ngu giải Cả năm nay anh vẫn đưa tiền lương cho tôi Không thiếu một đồng Nhưng không thêm Chắc là anh đã được tăng lương Mà âm thầm giữ riêng giấu tôi Tôi ngày càng như rơi vào hố sâu Ngay cả bây giờ tôi muốn rõ ràng với chồng Nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa Thật là ông trời khéo chiều lòng người Nhưng lại vô tình đẩy tôi vào hoàn cảnh éo le Từ khi biết nick của mẹ đẻ cô Tài Tôi thỉnh thoảng lại vào nick của cô ta xem trộm để xem chồng tôi có tương tác gì với cô ta qua lại không nhưng không hề thấy một dấu hiệu nào là chồng tôi quan tâm đến cô ta cả trên trang cá nhân của cô ta ngoài những bức ảnh đang ở trên cảnh đi chùa thì chỉ là khoe mẫu móng hoặc là kiểu tóc hay mốt xăm mày nào đó vừa làm xong tôi thương chồng tôi và thương cu phát thật lòng nên tôi vẫn cố nhẫn nhịn và cố mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này cho đến một ngày cô ta lại nhắn tin với chồng tôi anh à Em muốn thăm con Chồng tôi nhắn lại Cô định bày ra trò gì nữa Thằng bé do cô sinh ra Nhưng tôi đã cho cô tiền Và cô cũng chưa bao giờ chăm nó một phút giây nào Đến sữa của nó Cô còn không thèm cho bố một giọt Như vậy mà cô nhận nó làm con được sao Cô ta lại ngon ngọt Anh ơi Thời gian qua em cũng âm thầm nhìn con khôn lớn từng ngày Chứ em kêu mang nó 9 tháng 10 ngày trong bụng đâu thể vì tiền mà phủ nhận nửa dòng máu chảy trong cơ thể của con là của em. Em đã nói chuyện với mẹ anh rồi. chiều em tới chơi như là người quen của gia đình anh thôi. ba cũng đồng ý rồi. chồng tôi có vẻ bực mình nên nhắn trả lời cô ta rằng cô đừng có điên. cô ta không một tin nhắn đáp trả nữa. nhưng tôi biết kiểu người chơi chẽ như cô ta sẽ không vì lời sỉ nhục của chồng tôi mà bỏ ý định. quả là tôi linh tính như thần. đầu giờ chiều. Khi hai mẹ con tôi vừa ngủ chưa dậy Thì dẫn nhau xuống nhà Mẹ chồng đã đon đả Chiều con đi siêu thị hay ra ngoài Thì để thằng cu ở nhà nhé Mẹ thấy nó hơi ho đấy Con mệt nên cũng không muốn đi đâu Bà nhìn vào bụng bầu 4 tháng của tôi mà nói Ừ Bụng cũng bắt đầu nặng nề rồi đấy Thôi con lên phòng mà nghỉ ngơi đi Tôi lễ phép nói Vâng ạ Rồi tôi dắt con trai xuống bếp Cho con ngồi trên ghế để mở tủ lạnh lấy sữa chua cho con ăn đầu tôi nghĩ thầm đúng là thời đại phò vạch lên ngôi ca ve kể chuyện lại ngồi khóc thương mẹ chồng tôi quả là cũng rảnh quá chiều hôm ấy tôi cố tình ở nhà để xem mồm ngang mũi dọc cô ta ra sao nhìn mẹ chồng bồn chồn lo lắng tôi chỉ cười nhạt để chuẩn bị xem họ diễn tự dưng tôi cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ ba giờ chiều tiếng chuông cửa vang lên mẹ chồng tôi nhanh nhào ra mở cửa để mẹ ra mở cho Và bà chạy vội ra trước khi tôi kịp trả lời Rồi một lúc cũng chưa thấy họ vào Chẳng cần ra đó gì tôi cũng biết chắc chắn Là mẹ chồng lại đang dặn cô ta diễn thế nào Để qua mặt tôi Lúc sau cô ta theo mẹ chồng tôi vào nhà Trên tay của ả là túi hoa quả Và chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa Mẹ chồng tôi liền nói Đây là cây mai Chứ con bé có tiệm làm tóc ở đầu ngõ Bây giờ chuyển qua khu phố ngoài rồi chưa mẹ ra đấy gội đầu lắm vâng ạ à, chỉ là con dâu của bác ạ à? bác là khách quen hai bác cháu lại tâm sự hợp ý nên quý nhau lắm hôm nay em tiện qua đây thì vào thăm nhà mình tôi cũng khách sáo trả lời thế à vậy cô ngồi chơi nhé tôi đi pha trà trong buồng bố chồng tôi nghe cái tiếng có khách cũng ra cô ta lại đon đà cháu chào bác dạo này bác có khỏe không ạ à? bố chồng tôi trả lời qua quýt cảm ơn cô tôi vẫn vậy thôi cô ngồi chơi nhé tôi đang đọc dở trang báo tôi lên nhà thì thấy bố chồng tự đẩy xe lăn đi vào thái độ mất bình tĩnh và nét mặt sầm sì của ông tôi cũng hiểu rằng bố chồng tôi cũng biết cô ta là mẹ đẻ của cô tài cả nhà họ hùa vào để che mắt của tôi thôi thì người ta đã mất công diễn thì mình cũng vờ vỗ tay vậy bê khay ấm chén lên nhà tôi rót trà ra hai chén đẩy về phía mẹ chồng và cô ta Xong rồi tôi ngồi xuống bên cạnh và hỏi Cô Mai sinh thế này thì trai xếp hàng theo không hết đâu nhỉ Vậy mà em gần 30 vẫn ế đấy chị à Tôi lại cười khách sáo Cô ta lại nói tiếp Em mang chút hoa quả đến biếu nhà mình Biết nhà có trẻ con nên em mua đồ chơi cho cháu Tôi giả vờ niềm nở Cô Mai chu đáo quá Mẹ chồng tôi thì vội gọi to Cô Tài à Lại đây với bà nào con Thằng bé đang chơi thì lon ton lại chỗ bà nội Cô ta rơi chiếc xe ra dụ nó Cô cho con quà này Có thích không Nhưng thằng bé thấy người lạ Thì lại sợ mà chạy về phía tôi đòi bế thấy vậy cô ta tiến lại gần Và đưa cái ô tô ra trước mặt thằng bé Cô cho con này Tôi cũng đành nói con Cô cho thì con xin cô đi Thằng bé mới xòe tay ra nhận và nói Xin cô Cô ta và mẹ chồng của tôi cười lên thích thú Còn tôi chỉ hận Là không thể ném thẳng chiếc ô tô đó Vào mặt con hổ ly đó Hai người ấy nói đủ chuyện trên trời Mà lúc sau cô ta hỏi tôi Chị bầu trai hay gái à Tôi cũng trả lời thật Tháng trước siêu âm chưa rõ Tháng này tôi chưa đi Mà anh Phát cũng không quan trọng trai hay gái Cô ta lại giả giọng thân thiết Vậy chị kết bạn zalo với em nhé Tụi em nhắn tin địa chỉ bạn em Siêu âm giới tính và dị tật chuẩn lắm nếu ngại thì em dẫn chị đi mẹ chồng tôi có vẻ không vui nhưng không có ý kiến tôi thì vẫn kết bạn với cô ta để xem cô ta bày trò gì chứ tôi có điên đâu mà đến thăm khám chỗ nhà người cô ta ảo à, lại trò chuyện cùng mẹ chồng tôi thêm một lúc thì xin phép ra về và cũng được mẹ chồng tôi tiễn ra tận cổng tối hôm ấy chồng tôi đi làm về thì tôi hỏi dò anh có biết cô mai trước làm tóc ở đầu ngõ mà mẹ hay đến đấy không phát giật mình sao vậy em hôm nay cô ấy tới nhà mình chỉ vậy thôi mà chồng tôi đã toát mồ hôi hột cô đến có chuyện gì hả em tôi vẫn vui vẻ cô đến chơi và có mua quà cho cu tài này xong còn nói đưa em đi khám thai đấy chồng tôi vội chối để hai hôm nữa anh xin nghỉ đưa em đi đừng có làm phiền người ta tôi nghe anh nói vậy cũng im lặng không nói gì nữa hôm sau con hồ ly ấy lại nhắn tin cho tôi Đầy vẻ quan tâm Chị Trang à Mai đi khám thai không Em rảnh em đưa đi Tôi trả lời Anh Phát nói ngày kia anh ấy sẽ đưa chị đi rồi Cô ta vẫn không trồn bước Vậy chiều mát đi cà phê với em nhé Tôi lại trả lời Chị mệt lắm Cô ta bây giờ mới tung chiêu Nhưng em có chuyện quan trọng muốn nói với chị Đọc xong tin nhắn của cô ta Tôi thực sự cảm thấy băn khoăn không biết là có nên đồng ý gặp hay không Hôm ấy suy nghĩ mãi Tôi quyết định đánh liều đi gặp cô ta Tôi đoán cô ta chẳng dại gì Mà dám gây sự với tôi ở nơi đông người Vậy thì cứ nơi đông người mà gặp Tôi nhắn tin cho cô ta Vậy 5 giờ chiều nay gặp cô ở quán cà phê 1975 nhé Cô ta nhắn lại Dạy chỉ Sở dĩ tôi chọn quán đó Vì tôi là khách quen Nên sẽ an toàn hơn Thân tôi thì chả lo nhưng chỉ lo đứa bé trong bụng Chưa đến 5 giờ chiều Tôi bắt taxi đến nơi hẹn trước Tôi gọi một ly cà phê Và chờ Mai tới 5 phút sau Mai đến tôi vẫy tay ra hiểu Mai ngồi xuống và nói Chào chị Chị chờ em lâu chưa Cô Mai gọi nước đi tôi cũng vừa mới tới đây thôi Cảm ơn chị đã chịu gặp em Em nói ra chuyện này Chị cứ bình tĩnh nhé Nếu chị sốc quá mảnh ảnh hưởng tới đứa bé em mang tội chết tôi nghĩ thầm cái loại phổ phạch như nó lại thương xót tôi sao nếu thương thật đã không gọi ra đây để úp mở gây áp lực rõ ràng mục đích chính của nó là khiến tôi tức điên lên ừ thì chiều theo ý của nó tôi giả vờ lo lắng thế có chuyện gì cô nói cho tôi biết luôn đi chứ cứ úp úp mở mở tôi lại thêm bất an đấy cô ta lại mếu máo làm như xúc động chị ơi thực ra em là mẹ đẻ của cô tài tôi cố như mình ngạc nhiên vậy à thế cô là người đã đặt nó ở cổng nhà tôi hơn hai năm trước sao vâng nhưng là theo ý của anh phát và bác tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta vậy là mẹ chồng tôi và chồng tôi đều biết cô là mẹ đẻ của cô tài à dạ vâng vì cô tài là con của em và anh phát họ muốn chị nhận nuôi thằng bé em thân gái công việc bấp bênh làm sao mà nuôi nổi Mà em không chịu sao con cho nhà chị Thành Phát nói là sẽ không chu cấp Em thương con em khổ Nên mới nghe lời Tôi đập mạnh ly trà sữa xuống bàn Cô nói gì Cô ta vẫn thao thao bất tuyệt mà kể lể Anh chị mãi không có con Nên khi em chuyển quán sang bên này Ba cũng đến gội đầu Rồi cứ nói là muốn tìm người sinh cháu cho Em vui miệng thì nhận thôi Ai rẻ hôm sau bác mang tiền đến Nói là chỉ cần em sinh cho anh Phát một đứa con Thì bác sẽ cho tiền Em từ chối mà bác quỷ xuống xin Lẽ nào em lại để bác lậy mình Vậy là em và anh Phát qua lại 4 tháng thì em có bầu Từ đấy anh không bao giờ gặp em nữa Bác thì gửi tiền và đổ bổ cho em bồi dưỡng Khi em sinh xong cu tài Thì người ta đưa nó lên lồng ấp luôn Em chỉ được nhìn nó Khi bế nó từ viện về nhà và sau đó để nó ở cổng nhà chị vào sáng hôm sau Em thề rằng từ hôm đó em và anh Phát không có quan hệ bổ bịch với nhau nữa đâu ạ à? Tôi nghe à kể tường tận mọi chuyện một cách trơn tru Ngủ với chồng người ta có con Cũng có thể kể như đọc tiểu thuyết thì cũng nể thật Tôi gắn lên với cô ta như những người đàn bà đang ghen Cô kể cho tôi chuyện này làm gì? Mục đích của cô là gì? Cô ta khóc lóc thảm thiết Chuyện em kể câu nào cũng đúng không tin chị hãy về nói lại với bác và anh phát xem em chỉ xin chị một điều là cho em qua lại thăm con chứ hai năm qua em cắn rứt lương tâm lắm em chỉ cần có thế thôi chứ không dám cướp chồng của chị tôi vốn định đập cái ly vào mặt cô ta nhưng nghĩ lại thế kém sang với lại tôi đang bầu bí thế này chẳng may cô ta kích động đẩy tôi một cái thì không ổn nghĩ vậy tôi tỏ vẻ tức giận đứng lên về thẳng để cô ta trả tiền nước vì đã biết trước sự thật này Nhưng khi nghe miệng cô ta nói Trong lòng tôi cũng có chút khó chịu bội phần rồi sao cũng xác định được chồng tôi không yêu cô ta Hay đúng là đang cặp bồ Nhưng chắc chắn hạ người như cô ta Không phải là chỉ muốn gặp con không thôi Mà phải là nhiều hơn thế Cô ta đang chơi trò Cáo mượn nhà với tôi đây mà Về tới nhà Tôi tỏ ra buồn phiền mệt mỏi Mẹ chồng tôi cũng chỉ Ẩm ừ dạ thưa cho qua Chồng đi làm về Cứ gặng hỏi tôi làm sao vậy Tôi cũng chỉ bảo rằng Tí nữa sẽ có chuyện cần nói với cả nhà Tôi nói lấp lửng Khiến chồng tôi cũng lo lắng không yên Anh thỉnh thoảng cứ nhìn tôi giỏ xét Ăn cơm tối xong Tôi dỗ cu tải đi ngủ Rồi xuống phòng khách Bố mẹ chồng và cả chồng tôi Đang ngồi ăn hoa quả và xem tivi Tôi ngồi xuống rõng rạc thưa Thưa bố mẹ Con có chuyện muốn nói Chồng tôi vội vơ cái điều khiển tắt tivi Bố chồng nhấc chén trà lên Làm một ngủ Như một thói quen để bắt đầu cuộc trò chuyện Mẹ chồng hỏi Có chuyện gì vậy con Tôi vào thẳng vấn đề Hôm nay cô Mai hôm nọ vào nhà mình chơi Đã hẹn gặp con Mặt mẹ chồng và chồng tôi biến sắc Bố chồng tôi giật mình Khiến tay run run Mà sánh cả trà ra ngoài Tôi vẫn nói tiếp Cô ta nói Cô ta là con của chồng con và cô ta, cả nhà mình biết nhưng đã lừa con. Chính mẹ là người xin cô ta cho chồng con qua lại và kiếm cháu. Mẹ chồng tôi đúng bài hồi trước đã soạn. Bà bắt đầu kêu than và chỉ ra rằng lỗi tại tôi. Con à, tại con mãi chẳng bầu bí thai ngén. Bố mẹ thì già rồi, chỉ mong có cháu bế bồng. Lẽ nào con muốn chồng con tuyệt tử, nhà ta tuyệt tôn. Mọi chuyện do mẹ mà ra. Mẹ không xin con tha thứ Con cứ oán hận mẹ đi Chứ đừng giận thằng Phát Rồi bà bắt đầu gào khóc Chồng tôi khuỵ chân xuống quỳ lại trước mặt tôi Trang à Anh phản bội em là anh sai Nhưng xin em bình tĩnh đừng làm ảnh hưởng tới con Anh xin chịu tội với em Cả đời này anh sẽ bù đắp Tôi vẫn ngồi yên như tưởng Không một phản ứng Bố chồng tôi thêm lời Chuyện đã như vậy Là nhà ta có lỗi với con Nhưng con giận cho xong rồi còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng Đang hạnh phúc Gia đình đang yên ổn Lẽ nào có lẽ nữa xáo trộn cho tan nát Còn cô Tài Nó có biết con kia là ai đâu Nó chỉ có con là mẹ Rồi còn đứa bé con đang mang Con suy nghĩ cho nó Mà tha thứ cho chồng con và cho bố mẹ đi con Tôi không muốn nhìn thêm cảnh này nữa thì nói Cô ta yêu cầu qua lại thăm thằng bé Thì sau này chắc chắn là con muốn nhận lại Con không bao giờ chấp nhận điều đó Nói xong tôi lên phòng Trong sự ngơ ngác của gia đình chồng Họ không ngờ tôi chấp nhận nhanh như vậy Tôi lên phòng ôm cô Tài nằm khóc Thương cái cảnh hiếm muộn Giá mà tôi đẻ ra nó Thì đâu có gặp cái cảnh chớ trêu này Lát sau chồng tôi cũng lên phòng Anh cứ luôn miệng nói xin lỗi Nhưng tôi vợ không nghe Để mặc anh cứ quỳ ở dưới chân giường Đã biết trước sự thật rồi Sao có thể không giận được Bao năm qua Họ coi tôi là gì chứ Là một con lừa sao Mọi chuyện còn chưa lắng xuống Không khí gia đình vẫn căng thẳng Bố mẹ chồng và chồng luôn cố gắng Để tôi vui Nhưng tôi không thể giả vờ như không biết Tôi vẫn chăm nom Yêu thương cu tài như những ngày qua Khiến họ càng khó xử Chồng thì ngày nào cũng xin lỗi Và tỏ ra rằn vặt lắm Vậy mà khi tôi chưa nguôi ngoai thì con vô liêm sỉ ấy lại tới Nó bấm chuông in ỏi Mẹ chồng tôi đuổi nó thì nó không về Tôi ra nó liền quỷ ngay trước cửa Trong mọi cuộc chiến Bạn lùi một bước Đồng nghĩa với việc kẻ thù của bạn tiến thêm một bước Khi tôi quyết định không khoan nhượng Thì mẹ chồng tôi lại muốn nhún nhường Tại bà mềm yếu Hay thực sự trong lòng của bà Tôi chẳng có một chỗ đứng Bà chỉ cần cháu bà Vì nó là huyết thống của nhà bà nhìn cô ta quỳ mà tôi ứa gan chỉ hận là không thể tạt nước sôi vào nó qua tin nhắn của chồng tôi cũng thừa hiểu độ khốn nạn của cô ta chứ nào có thật tình vì cu tài cô ta quỳ trước cổng đến tận nửa buổi nhìn tội nghiệp lắm cô ta cứ thế ai là gào khóc khiến chồng tôi không thể đi làm vì không muốn giáp mặt anh cứ ngó xem thái độ của tôi nhưng tôi vẫn lặng thinh mẹ chồng tôi thì thập thò ngoài cổng chắc là xót thương cho nó Bà lái sĩ diệt Luôn mồm kêu với chồng Là ngại hàng xóm biết được Cuối cùng thì bà đến năn nỉ tôi Trang à Hai lần này cho nó gặp Rồi cấm lần sau không được đến nữa Tôi lạnh lùng trả lời Có một lần sẽ có lần hai đấy mẹ Bố chồng thì im lặng Chồng tôi đương nhiên là không dám ý kiến Chỉ cu tài không hiểu chuyện gì Vẫn nô đùa như mọi ngày Mẹ chồng lát sau lại nói Nó không gặp được thằng bé Thì nó nhất quyết không đi đâu Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá nhà ta đấy Tôi bực mình nói thẳng Con chấp nhận là mẹ cô Tài Là sẽ không cho phép Nó nhận ai là mẹ cả Cứ nín thinh cô ta làm tới đấy Được đằng chân lân đằng đầu Mẹ cứ kệ đi xem cô ta chịu được bao lâu Mẹ chồng tôi im lặng Nhưng tỏ vẻ khó chịu Không đồng tình Cứ chốc chốc bà lại ra cửa nhà Ngó nhìn ra cổng Không thì nhìn qua cửa sổ bếp Đến gần trưa Lúc ấy trời bắt đầu nắng gắt Mẹ chồng tôi lại nói Để mẹ ra mở cửa Chứ nhớ nó làm sao ở đấy Thì mang tội đấy Tôi cũng không nhịn nữa mà nói lại Nếu mẹ cho cô ta vào đây Thì Cô Tài không còn là con của con nữa Nếu mẹ thương cô ta Thì con đi Để cô ta về cái nhà này Bố chồng tôi lên tiếng Tôi đã nói rồi Bà quan tâm con kia sống chết làm gì bà cứ tỏ ra thương xót nó mới lợi dụng bà đấy chồng tôi cũng góp lời cô ta tỏ ra tội nghiệp cho mẹ thương thôi chỉ nghĩ đến tình mẫu tử thật đã không suốt ngày đe dọa vòi vĩnh con cô ta chỉ xem thằng bé làm cái cần câu cơm thôi mẹ chồng tôi không nói gì nữa trước khi vào bà vào phòng đã lườm tôi một cái điều mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy bà làm với tôi tôi nói với chồng hai vợ chồng lâu giờ không đưa con đi chơi Tiện thể như vậy cho cô ta cút đi Mà mình cũng ăn cơm ở bên ngoài luôn Chồng tôi cũng không dám phản đối Ừ Để anh vào nói với bố mẹ một câu Rồi chồng tôi đi vào phòng bố mẹ chồng và nói Bọn con đưa cháu đi chơi rồi ăn cơm bên ngoài Tránh để cô ta Bên ngoài tôi nghe bố chồng nói Ừ vậy cũng tốt Khi chồng đưa mẹ con tôi ra cổng Tôi phải xuống mở cửa thì nhìn Mai rất khổ sở Cô ta tiểu tủy Bả trông như đi ăn xin Quần áo nhếch nhác Tóc tai bù xù Cô ta vội níu lấy tôi Chị Chị cho em nhận con đi mà Em không cướp nó đi đâu Em xin chị rộng lòng Tôi gạt tay cô ta ra Cô cút về đi Chồng tôi dựng xe Rồi lôi cô ta ra Cô đừng làm phiền chúng tôi nữa Nếu cô làm cô ấy tổn thương Dù là một cọng tóc Tôi sẽ giết chết cô đấy cô ta cứ nhìn chúng tôi mà gào khóc xung quanh hàng xóm bắt đầu chỉ trỏ bàn tán khiến chồng tôi có vẻ mất tự nhiên mà lái xe tay run run ba người nhà chúng tôi đến quán ăn chồng tôi gọi món khá thịnh soạn có cả gà bọc xôi và tôm hấp xả vì anh biết tôi rất thích ăn những món đó đợi phục vụ đưa món lên hai chúng tôi ngồi đối diện mà nhìn nhau chồng tôi ấp úng anh xin lỗi vì đã làm khổ em anh hứa sẽ không để cô ta chen chân vào cuộc sống của vợ chồng mình tôi cũng nhìn thẳng vào mắt của chồng thực ra em biết chuyện cô tài là con ruột của anh từ hôm vô tình nghe anh và mẹ nói chuyện với nhau chồng tôi há hốc miệng hỏi lại em đã biết sao tôi trả lời thẳng thắn phải từ hôm ấy em đã suy nghĩ về mọi chuyện và cách giải quyết đã nghĩ thông và vì yêu con mà em chấp nhận chứ không phải vì sợ mất anh mà nhanh chóng tha thứ đâu Em còn biết cả chuyện Cô ta là mẹ cô Tài Từ hôm cô ta nhắn tin đòi anh 50 triệu Cô ta nhắn tin thế nào em cũng biết hết Chồng tôi giật mình Sao em biết Điều đó chẳng quan trọng Chồng tôi cúi mặt Anh cảm ơn em đã rộng lượng với bố con anh Ăn xong Chúng tôi đến khu vui chơi Và trung tâm thương mại Đến chiều mới về Cứ tưởng khi về đến nhà sẽ không thấy mặt con chơi cháo đó nữa Mà tôi lại đánh giá nó thấp quá rồi Về tới cổng không thấy nó ở đấy Vợ chồng chúng tôi thở vào nhẹ nhõm Ai ngờ vào phòng khách đã thấy nó như đống phân ở đó Mẹ chồng tôi còn lấy bánh mì cho nó ăn Bố chồng tôi tỏ thái độ khó chịu hàm hàm nét mặt Nhìn thấy chúng tôi về thì mẹ chồng vội giải thích Thấy cái mai nó là ở cổng Mẹ sợ nó ngất nên không nỡ Mẹ cũng nói nó ăn xong rồi đi ngay Tôi cố tình làm như bình tĩnh lắm Mặc dù đang điên Tôi xem như không thấy con danh đó Dạ bọn con về rồi Con có mua bánh trứng cho bố mẹ đây à Tôi đặt bánh lên kể Gần tủ tivi rồi lên phòng Dưới nhà cô ta lại xông đến trước mặt chồng tôi đang bế cu tài Anh à Cho em bế con một chút thôi Thằng bé khóc thét Và chồng tôi đẩy cô ta ngã ra rồi quát Cô thấy không Thằng bé nó cũng không muốn nhận cô đâu Mẹ chồng tôi ra đỡ cô ta Thôi được rồi Cháu về đi Sau đó kiếm một thằng đàn ông tốt lấy làm chồng Thì sinh vài đứa Chứ cháu cứ thế này Chỉ để tất cả chúng ta vào hoàn cảnh trái ngang Lúc sau con mai mặt dày ấy cũng về Và tôi cũng không muốn cả nhà mệt mỏi thêm Nên không nhắc gì đến nữa Vậy mà đêm hôm ấy Mẹ chồng tôi lại khiến tôi thêm suy nghĩ tiêu cực về bà. Do bầu bí khó ngủ, tôi định ra sân đi dạo ngắm trăng, thì bước xuống cầu thang đã nghe mẹ chồng nói với bố chồng: bao năm qua cứ tưởng nó hiền nhu mì, ai dè cũng như con hổ cái. Cho con mai nhận con thì đã làm sao? đằng nào sau này người ngoài cũng biết, cứ phải làm mình làm mẩy lên. Tưởng có bầu mà lên nước à? Vừa phải thôi nhá. Chưa bầu con gái thì tôi cũng trả báo Đã có cu tài làm giống vàng của tôi rồi Bà im đi ớt nào mà ớt chẳng cay Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng Bỗng dưng biết chồng có con với người khác Rồi để mình nuôi Thì lấy đâu ra nó dễ chịu Bà cũng đừng dây dưa với con Mai đấy nữa Bao năm chẳng chữa đẻ Bây giờ trách ai Bây giờ có tí máu mà không để đức cho nó sao Ông nhớ hồi tôi với ông cưới nhau Nửa năm chưa bầu Mẹ ông á, chà thở ngắn than dài Không khéo lại cao điếc là gì Mà nó những tận 2 năm Bắt tôi chờ làm sao 4 năm May bây giờ nó chữa đẻ Chứ nếu không á thì vẫn là quả dừa điếc à Vậy trên cây làm gì cho nó nặng buồn chứ Tôi nghe những lời nói đó Thì đau thấu tâm can Vội lên phòng mình nằm Tôi thề là tôi sẽ không yếu đuối Tôi phải chứng minh cho mẹ chồng thấy Con may kia là loại cặn bã thế nào Bầu không khí tôi đang thở bỗng bị ô nhiễm vì con mai đó, biết phải chống giặc nhưng tôi không ngờ còn có cả giặc trong lẫn giặc ngoài. Hôm sau tôi dậy đúng giờ như mọi ngày và xuống bếp hâm lại thức ăn để cả nhà ăn sáng. Cũng như mọi sáng, mẹ chồng tôi đã dậy trước, bà vừa đánh răng rửa mặt từ nhà tắm đi ra thì tôi bước vào. Bà vẫn niềm nở với vẻ mặt giả tạo. "Bầu mệt thì con cứ ngủ thêm đi." chứ nhà có việc gì nhiều đâu lại nắng nóng thế này người thường còn bức bí huống hồ gì là bầu bì tôi đáp lại con không sao đâu ngủ quen giấc con muốn nằm thêm cũng khó bà không nói gì mà đi nấu canh tôi vệ sinh cá nhân xong cũng vào cùng chuẩn bị bữa sáng với bà lúc này mẹ chồng lại nói con à mẹ biết con khó chịu về chuyện con mai nhưng dẫu gì cũng là người sinh ra cu tài không lẽ mình chia cắt tình mẫu tử Thì mang tội đấy con Đế con xem Con còn chưa sinh Nhưng cũng biết mang trong mình giọt máu Thì thai ngén thế nào Nữa là nó kêu mang cô tài 9 tháng 10 ngày Tôi ức chế quá định cãi lại Thì chồng tôi từ cầu thang xuống nhà Đã nghe thấy Liền đáp trả bà Trước kia mẹ nói Cần có cháu Rồi khóc lóc ép con cặp với cô ta Cô ta có bầu con cũng đưa tiền cho mẹ gửi cho cô ta bồi dưỡng khi đẻ cũng tiền con lo Thì cho cô ta 50 triệu để bế cu tài về Cô ta đã đồng ý và vui vẻ nhận tiền Có vương vấn về gì về thằng bé đâu Như vậy nhà ta với cô ta là giao dịch sòng phẳng Chứ không có nợ nần dính dáng gì mà mẹ bảo là chia cắt Mẹ chồng tôi vẫn cố nói Nhưng mà Chồng tôi lại chen ngang Công sinh đẻ không bằng công dưỡng dục mẹ à Cô ta mang nó trong bụng gần 10 tháng Còn vợ con nuôi nấng thằng bé từ ngày ấy đến bây giờ Mẹ chồng tôi lúc đó đối lý đành im lặng Đến bữa ăn sáng chồng tôi nói Ăn xong em thay đồ rồi anh đưa đi khám nhé Anh xin xếp nghỉ một ngày rồi Tôi không nói gì vì cũng ngầm đồng ý Chồng lại nói với mẹ chồng tôi Mẹ ở nhà trông cháu giúp con nhé Mẹ chồng vui vẻ Ừ hai đứa cứ đi đi Nghe lời chồng tôi ăn nhanh rồi thay đồ và cùng anh đến bệnh viện nhìn con đã hình thành đủ tay chân mà tôi mừng muốn khóc chồng tôi cũng chăm chăm nhìn màn hình không rời sau khi siêu âm bác sĩ kết luận thai nhi phát triển bình thường không thấy dị tật tim thai rõ còn một kết luận không ghi trong giấy mà bác sĩ thông báo rằng con trai nhé soi rõ ràng là chim cò tôi hạnh phúc chỉ biết cười chồng tôi đùa sau này mẹ đẹp nhất nhà rồi Siêu âm xong Chúng tôi đi ăn nhẹ một chút rồi về Lúc về tới nhà Tôi thấy mẹ chồng chơi cùng với gu tài ngoài sân Bà hỏi tôi Được công chúa không con Tôi trả lời Con trai mẹ ạ Bà lại tỏ ra thân thiện Giá được con cún thì đủ nếp đủ tẻ nhỉ Tôi nghĩ thầm trong đầu Bà đạo đức giả quá thể Rõ ràng thích cháu trai lại còn làm trò Chồng tôi trả lời lại bà Mẹ lo gì Vợ chồng con còn trẻ Cứ để thoải mái Để vài đứa nữa Đủ trai đủ gái Ừ Khi Trang đã quen dạ Thì đẻ đứa nữa càng vui Nhà mình không giàu có Nhưng không tới nỗi là không lo được Thêm con Thêm phúc con ạ à. Việc tôi có thai Khiến không khí gia đình Cũng trở nên vui vẻ hơn Sau cái vụ con Mai đến ăn vả Nhưng nó đâu chịu buông xuôi Nó cũng không nhắn tin với chồng tôi nữa mà chuyển sang tôi đêm ấy nó lại nhắn tin chị cho em nhận con đi chị em chỉ là thỉnh thoảng đến thăm nó thôi chứ không có ý dám cướp nó đâu tôi trả lời hơn hai năm qua nó không có cô nó vẫn hạnh phúc và cô cũng không để tâm đến sự có mặt của nó trên đời nếu đã vậy tự dưng cô chen chân vào cuộc sống của nó làm gì cô ta vẫn tiếp tục nhắn chị à Chị đã có con riêng của mình rồi Sao chị vẫn ích kỷ như thế Tôi nhắn lại Cô ăn nói cho cẩn thận nhé Thằng bé là con của tôi Tôi yêu thương nó Tôi cho cô 50 triệu Hãy sang nhượng quán Mà chuyển đi chỗ khác làm lại cuộc đời đi Cô ấy kiếm một tấm chồng mà sinh con Cô ta lại đe dọa tôi Chị không biết điều thì đừng có trách tôi lật lỏng Tiền không đẻ chết được tôi đâu tôi đọc xong tin nhắn cũng bực mình mà chẳng thèm trả lời nữa vậy nhưng cô ta lại đẩy cao kế hoạch của mình sáng hôm đó tôi đang dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa mẹ chồng tôi nói để mẹ ra mở cho tôi im lặng kệ bà lúc sau bà dẫn con mai và một người đàn ông trung tuổi vào cửa tôi ngước lên định nói mấy câu thì cô ta lên tiếng tôi đến đây không phải là để đôi co mà muốn nói chuyện thẳng thắn với chị Mẹ chồng tôi nét mặt tối sầm nói với bọn họ: "Hai người ngồi đi." Cô ta ngồi xuống ghế và giở giọng: "Chị không thể phủ nhận tôi là mẹ đẻ của cô Tài. Bởi vậy tôi có quyền thăm nom con của tôi. Nếu chị không chấp nhận, tôi sẽ kiện." Rồi cô ta chỉ sang người đàn ông đi cùng: "Đây là luật sư của tôi." Tôi bực mình quát lên: "Cô đẻ nó ra thật đấy nhưng không đủ tư cách làm mẹ của nó, cũng là cô đẻ thuê cho chồng của tôi thôi." Cô ta cười: "Hừm." đẻ thuê á hợp đồng đâu lấy gì làm bằng chứng tôi chỉ biết khi xét nghiệm adn thì sẽ xác định nó là con của tôi bố chồng tôi thấy to tiếng thì đẩy xe từ trong phòng ra cùng cả cu tài đang đi bên cạnh ông nội bố chồng tôi nói cô đừng có lôi pháp luật ra dọa làm gì cũng phải có lý có tình tự xưng cô lại đến đòi con mà được à con mai gào ẩm ĩ các người mà còn ngoan cố thì không xong với tôi đâu còn tôi rất ruột đẻ ra Không cho nhận à Tôi nhìn cô ta và nói Cô yêu thằng bé như vậy Thì cứ đón về mà tự nuôi đi Một là cô để nó cho tôi Hai là mang nó đi Và không liên quan đến nhà này nữa Cô ta hậm hực đứng phát dậy Vừa ra phía cửa Lại vừa nói Các người tự suy nghĩ lấy Cô ta ra về cùng người đàn ông đó đi khuất Tôi gọi cô Tài lên trên phòng Mẹ chồng tôi nghe vậy thì nói có thực sự là chị yêu thằng bé không Hay từ khi chị biết mình có bầu Thì con nó như cái gai Nếu chị không bao dung nổi nó Thì để tôi nuôi chứ đừng có hát hủi nó Bố chồng tôi quát Bà im đi Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Thu hệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận Ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn